phải nhớ một điều là không ai làm việc của mình tốt hơn chính mình. Hôm trước thì Mai có đọc đoạn của một bạn chia sẻ như thế này là cứ làm việc rồi sau đó chúng ta sẽ dành một số tiền và chúng ta dùng cái tiền đó đi thuê người, thuê kế toán, thuê quản lý, thuê vân vân. Thì thực sự ra mà nói cái đó thì cũng không phải là sai. Nhưng mà nếu như một cái doanh nghiệp startup bắt đầu có sự hậu thuẫn từ cha mẹ, từ những người gọi là số vốn chúng ta cũng dư giả một tí thì cái câu chuyện này Mai không nói gì. Nhưng mà thầy tưởng tượng mà xem nếu như chúng ta cũng chỉ số vốn nho nhỏ trong tay thôi thì chúng ta thứ nhất chúng ta sẽ không thuê được người giỏi lắm đâu. Vì những người giỏi á muốn làm những tập đoàn lớn cơ. Thứ hai nữa là phải nhớ một điều là không ai làm việc của mình tốt hơn chính mình. Chính vì vậy mà mình dấn thân, mình tự làm thì bao giờ công việc nó cũng sẽ được hoàn thiện hơn. Và chính như bản thân Mai cách đây 25 năm khi Mai bắt đầu khởi nghiệp, bắt đầu mở công ty lớn một chút từ năm 1998. Trước đó là một năm là Mai phải đi Pháp học để học về cái nghề mà mình đang làm việc. Rồi đồng thời nó là từ kế toán cho đến sale, cho đến nghề chuyên môn, thậm chí là xây dựng. Tất tần tật là mình phải làm hết. Rồi sau khi mình làm xong, mình tạo dựng được một cái quy trình xong rồi, lúc đó mình có thể chuyển giao, mình hướng dẫn cho các bạn, mình mời vào để các bạn có thể làm theo đúng cái protocol, gọi là cái sơ đồ chuẩn mà mình đã để cập ra. Như bạn kia nói mà để một số tiền rồi mình mời, mình thuê, rồi người ta cũng chưa biết làm gì, rồi cùng số tiền của mình nó cũng sẽ bị biến mất, thì rõ ràng đến lúc đó thì mình sẽ cảm thấy rất là thất vọng. Mình sẽ thấy là cái sự startup của mình nản lòng và mình sẽ không còn dám dấn thân một lần nữa. Vì ngay cả Harvard họ cũng đã thống kê rằng là trong 100 doanh nghiệp hình thành thì có một số lượng doanh nghiệp rất nhỏ được tồn tại ngay trong năm đầu tiên, và sau 2 năm thì cái lượng còn ít hơn nữa, để thấy được rằng là cái xác suất để tồn tại, để thành công nó không phải là nhiều, vì đòi hỏi rất là nhiều yếu tố ngoài cái thiên thời địa lợi nhân hòa, còn cả cái chiến lược, còn cả cái hành động cụ thể của cái người đứng đầu một doanh nghiệp đó. Dù là Mai là một cái doanh nghiệp cũng nho nhỏ thôi, nhưng mà mình thấy được rằng là nó cũng biết bao nhiêu thứ mà mình cũng phải bận tâm, từ những cái việc nhỏ nhất cho những cái việc chiến lược lớn hơn hay là phát triển theo một quy mô nào đó, mình đều phải dấn thân rồi sau đó mình có thể chuyển giao được. Chứ đừng nghĩ rằng là mình thuê là người ta có thể làm tốt, trừ trường hợp mình là một cái tổ chức rất lớn, tiền thì bao la. Thật ra là mình sẽ có được mời được những người thật tài, thật giỏi về đấu quân cho mình.